Hôm nay mình sẽ cùng với một người PvP cực giỏi, đó chính là VDuck, đánh giá và xếp hạng toàn bộ môn võ trong Blockfoot để tìm ra đâu chính là môn võ mạnh nhất và thậm chí là có một môn võ cực kỳ bí mật luôn. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn tập với 4.145k phần bình luận nha. Ok, thì đầu tiên mình với VDuck sẽ giới thiệu với các bạn một cái melee đỉnh cao nhất, đó chính là võ tân binh Combat hả? Thì đây chính là một cái melee gọi là dễ lấy nhất trong Blockfoot luôn, và đồng thời thì nó cũng chính là thứ khó lấy nhất. Và cái võ tân binh này cũng khá đặc biệt ha, bởi vì nó chỉ có hai chiêu thôi. Gà đây Phốt, anh cho em xem chiêu đó nè. Đó. Chiêu đầu tiên chiêu dách đồ và chiêu ít đù gà. Thì do là cái melee này mới được rework lại nên là nó khá là đẹp ha, hiệu ứng phải gọi là như anh Mikey đó các bạn nè, một suốt là gục bùm bùm. Ủa, cái đó phải xúc, đó là đẩy tới mà nè, xúc nè, đó đó là dặm nha me cây khoe. Thì đây chính xác là một trong những bộ chiêu thức gọi là quyền thoại nhất trong Blockfoot luôn, bởi vì những cái melee khác là không bao giờ có thể làm đỉnh được như thế này. Và nếu như bạn là một trong những người chơi max level mà vẫn còn sở hữu được cái võ tân binh này thì đúng rồi đó, các bạn hát chắc chắn 100% luôn, chỉ có là hát thôi. Các bạn ấy tưởng được sốc được khen, không có đâu nha các bạn, mình biết hết đó. Thôi sao bầu trời Blockfoot màu đỏ vậy Phúc, what the fuck? Ui ừ ha, sao màu đỏ vậy? Quay what? Thì với những cái lý do bá đạo vậy nên là mình sẽ xếp cái combat này vào hạng S. S luôn. Thật ra thì mình đồ hơi nghĩ sao cái combat này mà lại hạng S đúng không? Phải là S cộng. Trời heo. Ok, và đến với melee tiếp theo, đó chính là một trong những cái melee bí ẩn nhất. Dark Step Teacher các bạn. Thì đối với cái melee này các bạn có thể mua nó với giá 150 belly ở ngay chỗ ông này ha. Thì sau khi mà bạn nói chuyện với thanh niên này xong, nó sẽ cho các bạn cái melee gọi là Dark Step chân lửa của Sanji á. Thì đây chính là một trong những cái melee đặc biệt nhất, bởi vì nó sẽ bọc haki của các bạn ở ngay cái chân ha. Đó, giờ thì một suốt là gục nè. Chuẩn chưa? Ủa nhưng mà em vẫn bọc ở tay nè. Ủa kỳ hả? Ôi chắc tại chân em nhỏ quá. Cái chân ở giữa nha. Ê cây ơi, cây ơi. Cây là sao? Chân nhỏ hay sao bạn? Ủa vậy là nhỏ thiệt hả? Và thậm chí thì các bạn còn có một chiêu đặc biệt hơn nữa, đó chính là chiêu overheat quá nhiệt. Bùm. Rồi lúc này thì chân của bạn sẽ mọc ra ngọn lửa bự xà bá như vậy nè, tăng cho bạn 1.25 lượng đam của melee á. Ồ thiệt luôn hả? Thì với bộ chiêu thức này, đầu tiên là flying kick bùm đó, và ghê vậy, wow. Ui các bạn thấy gì không? Thì đây chính là một trong những cái melee hiếm hoi C1 mà nó có những cái chiêu thức gọi là có thể giúp các bạn combo dễ dàng hơn. Với chiêu X và chiêu C nó sẽ khống chế liên tục như thế này đó. Bạn nào có hay coi TikTok thì các bạn sẽ thấy những thanh niên ở C1 sẽ dùng cái chân lửa này đi PvP với mấy thanh niên max level ha. Và đương nhiên ai kết quả thì mấy thanh niên đó vẫn chết thôi, nhưng mà ngầu là được. Ngầu là được. Nó là đối với cái melee chân lửa ở C1 này thì mình sẽ xếp nó ở hạng C. Đương nhiên rồi, nó không thể dùng để PvP được. Lên C3 mà xài này thì PvP là chắc chắn là chỉ có ăn hành thôi. Đến với melee tiếp theo thì chúng ta sẽ có vỏ điện với 500k belly. Giá trị phải gọi là khá là mắc so với cái chân lửa ha. Mà tại sao mình vẫn còn cái chân lửa đây vậy? Ui, anh có chân lửa vĩnh viễn luôn hả? Nhìn cũng ngầu chứ, vừa lửa vừa điện luôn. Quá combo bá đạo. Thì để sở hữu được cái melee này, các bạn chỉ cần đi lại cái đảo trên trời và gặp cái ông tiến sĩ điên ở đây. Thì ông ấy sẽ cho các bạn cái melee electric với khả năng điều khiển điện. Ây da, wow. Và thậm chí thì nó sẽ cho các bạn một cái tay điện khá là ngầu đúng không? Chỉ đánh nó còn kêu tè tè nữa. Là em thích cái đó hả? Cái tè. Nè, mà cái chiêu nó còn có thể bung nữa nè, coi này nha, chiêu ít bum. Anh giỡn á. Đâu anh thử ơi. Ôi nó kêu tè 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 thiệt kìa. Thì chiêu đầu tiên chúng ta sẽ có là dặm, là bay lên trời và dặm xuống, đơn giản vậy thôi. Và tiếp theo đó chính là chiêu ít, cũng khá giống như là cái combat ha, nhưng mà thêm chữ electric thôi. Và chiêu tiếp theo đó chính là nền điện. Chang. Ui chiêu này thì cái hiệu ứng nó sẽ bự hơn nha các bạn, kiểu như là nó dễ trúng hơn ha. Còn chiêu ít thì hơi khó trúng một xíu. Thì tóm lại ba chiêu cái electric này mình cảm thấy là chỉ có chiêu C là dễ trúng thôi, còn mấy chiêu khác thì phải nói là khá là phế trong việc PvP hay là đi farm gì đó, bởi vì thật sự là nó rất là khó trúng luôn á. Rồi, các bạn thấy không? Các bạn thấy mình mới đánh hụt cái pha đó không? What the hell? Và để chiêu dách nha. Chiêu dách này nó thậm chí nó còn bay không tới con quái nữa. Đó, thấy không? Kìa hả? Thì với giá tiền là 500k belly thậm chí còn hơn cái chân lửa này nữa, nhưng mà khá là phế nên là mình sẽ cho nó ở hạng D nha các bạn. Hạng D luôn. Dạ, tại vì mình thấy nó không có được ngon như lắm. Và môn vũ khí tiếp theo cho bảng xếp hạng này đó chính là Water Kung Fu. Thì đây chính là một trong những môn võ có tốc độ đánh nhanh nhất ở C1 nha các bạn. Để lấy được cái melee này các bạn cần phải đi xuống nước và đi vào một cái chỗ bí mật như thế này. Đó, các bạn thấy không? Một cái cửa, không phải cửa đó cha bên đây nè.
Ủa kỳ vậy ta, tự nhiên cái nó làm chỗ này màu khác cái không cho đi vô. Này là đánh lạc hướng các bạn hiểu không? Xây cái này nhìn có vẻ giống như cái cửa nhưng mà thật ra không phải. Bên đây mới là cái cửa các bạn ơi. Và đương nhiên y chang những cái mele khác ở C1 thì cái này chỉ cần có tiền là được các bạn ơi. Các bạn có thể mua được nó với giá 750 belly ha. Và chiêu X tưới cây. Chiêu 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 chiêu. Và chiêu C. Bùm. Ui ghê à. Nhưng mà đặc biệt nhất ở cái melee này á, em biết là gì không? Là gì? Thì đó chính là chiêu X này nó sẽ không có bị giới hạn độ xa nha các bạn nè. Em thấy con quái này đó không? Em chỉ cần giữ chiêu X và bắn vô con quái thì nó sẽ bay từ đây và tới đó luôn. No way. Nếu em không tin thì anh sẽ chạy ra siêu xa cho em coi luôn nha. Từ đợi anh tới và khai kia quan sát lên ngay. Rồi thậm chí là bây giờ anh còn không thấy con quái nữa mà anh sẽ thử bắn coi chúng không nha. Rồi bắn này đúng không? Đó, đèn bay tới đó nha, đèn bay tới đó nha. Tới chưa? Ôi, trúng rồi kìa. Anh nói mà thì cái chiêu X này nó sẽ không có bị giới hạn tầm đánh nha các bạn. Nói tóm lại thì đây chính là một cái melee cũng khá là ngon ở C1 các bạn. Với bộ chiêu thức cũng khá là ok, có thể lướt tới nè và bắn xa. Tuy nhiên thì nếu mà để đem đi PvP thì thật sự mà nói là không ổn xíu nào ha. Tại vì các bạn biết đó, melee C1 mà. Nhưng mà ok, nói chung thì nó vẫn ngon nên là mình xếp nó ở hạng B nha các bạn. Tiếp theo đó chính là melee Dragon Break, một trong những melee có thể chịu hồi ra lửa. Phi phai. Thì để lấy được cái melee này các bạn cần phải đi gặp NPC tên là Sabi ở đây. Và đương nhiên rồi, nó sẽ rất là dễ lấy bởi vì các bạn chỉ cần 1k5 fragment là các bạn có thể mua nó rồi. Thì đây chính là toàn bộ chiêu thức của nó. Đầu tiên chính là chiêu dách. Đó, lướt tới đấm 2 lần. Và chiêu X sẽ chịu hồi một con gồng lửa. Bùm. Hiệu ứng phải gọi là nổ bùm 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 luôn nha. Nhưng mà đam thì không có nhiều chứ. Nói chung thì cái này thì mình chỉ cảm thấy là đỡ phế hơn cái melee electric thôi nha các bạn. Wow. Và thật sự mà nói thì mấy cái chiêu của cái Dragon Talon V1 này khá là phế các bạn đó. Các bạn hãy xem nè. Cái hit win thứ hai của nó còn thậm chí còn không trúng nữa. Và chiêu hit thì sẽ là Bro. Và thậm chí là khi mà chúng ta sử dụng chiêu C thì đương nhiên mấy con quái này nó vẫn sẽ win được chúng ta. Nên là với cái melee Dragon Talon V1 này mình sẽ cho nó ở hạng C nha các bạn. Và tiếp theo đó chính là Superhuman. Thì Superhuman chính là một trong những cái melee mà được yêu thích nhất trong Bloodfoot bởi các pro player thôi các bạn. Bởi vì cái sự cơ động và đặc biệt đó chính là chiêu X nó có thể sử dụng được trên không như thế này. Thì đây chính là phiên bản V1 của God Human ha. Và đương nhiên rồi nó sẽ rất là khó lấy luôn bởi vì nó yêu cầu các bạn phải có đủ tất cả những cái melee mà mình kể tên từ hồi nãy tới giờ. Và còn cần thêm 3 triệu belly nữa, một con số khá là lớn ha. Với 3 triệu belly em nghĩ là có thể random ra quá trời chứ mochi luôn á. Ừ, chắc anh random Kitsune luôn nha. Mà nói chung thì với cái bộ kỹ năng này thì cũng xứng đáng chứ. Bùm cháy. Anh mới làm combo một phát chết con quái luôn kìa. Tu du còn phải khiếp sợ các bạn ơi. Và đương nhiên rồi, với tầm quan trọng của nó và cái bộ kỹ năng cũng khá là ngon như thế này thì mình sẽ xếp hạng nó ở hạng A nha các bạn. Bởi vì các bạn cần phải lấy cái Superhuman này để lên C3 mới có thể tiếp tục chơi game và lấy Godhuman các kiểu được. Và đến với melee tiếp theo đó chính là Death Step. Thì đây chính là một phiên bản xịn hơn của vỏ chân lửa ở C1 ha. Ý mình là xịn hơn rất nhiều luôn nha. Bởi vì chiêu của nó đã được nâng cấp lên thành Rocket Kick và đạn gió hạ đỏ dáng. À trời. Trời ơi. Và chiêu C mũi khoan tử thần. Thì đây chính là một trong những cái melee gọi là combo nhìn ngầu nhất trong game. Nó đá như thế này. Bùm bùm bùm. Liên hoàn cước luôn. Tuy nhiên về phần combo thì mình cảm thấy là cái này hơi khó combo ha. Bởi vì mình thật sự mà nói thì rất ít xài cái này để combo luôn. Cái Death Step này là một trong những vũ khí khó combo nhất Clubfoot luôn á. Và thậm chí thì mình thấy cũng khá ít ai xài này đi đi săn bounty. Nó toàn là God Human rồi quyết quý thật không à. Nhưng mà combo thì cũng rất là ngầu đó các bạn thấy không. Combo nhìn khá là ngầu luôn á chứ. Dạ yeah, mặc dù thì ngon hơn cái dạng V1 của nó thiệt. Nhưng mà nó vẫn không ngon cho lắm nha. Nên là mình sẽ để nó ở hạng A đi. Ở sau Superhuman. Và melee tiếp theo đó chính là Electric Claw. Một trong những cái melee phổ biến nhất Blackfoot hiện nay. Nhưng mà để lấy được nó thì các bạn cần phải tốn 3 triệu belly và 5.000 fragment. Và thậm chí là các bạn cần phải có 400 mastery trên cái Electric ở C1 nữa. Nhưng mà bù lại thì các bạn sẽ được cái khả năng đó chính là tốc độ nhanh như điện. Chiêu chiêu pew. Đây chính là một trong những cái melee hiếm hoi mà có 3 chiêu đều có thể lướt tới phía trước luôn nha. Cực kỳ cơ động luôn. Ôi ôi các bạn thấy gì chưa? Vì đắt nó mới bay kìa. Cái vậy còn dễ dùng nữa chứ. Các bạn chỉ cần kết hợp với trái bottle thì các bạn có thể combo nó hữu cách điên gồ luôn. Bottle và điên gồ á, hiểu không? Hiểu không? Ghê thiệt. Và quan trọng hết nữa đó chính là cái melee này còn có lỗi bung nữa các bạn. Xem này nha Phúc. Đầu tiên sử dụng chiêu X, buông ra và boom. Ui bay xa vậy. Tự nhiên rồi bung em. Sao mà làm được cu. Chưa hết đâu nha, còn này nữa nè. Biến thành Human. Rồi sau đó tắt đi. Anh mới làm neo về nè Phúc. Hello. Em cũng muốn làm neo nữa. Slay lắm á. Ôi neo em nhỏ quá à. Neo anh lấy chị em mưa được luôn á. Thì đây chính là Electric Claw V3 nha các bạn. Đây combo.
Pum, hụt lock chân, what the hell kì á. Ờ, đứng yên luôn á là anh. Thì giá mặc dù là mình không có sử dụng cái melee này nhiều nhưng mà mình vẫn sẽ cho nó ở hạng S nha các bạn. Bởi vì nó khá là cơ động và thậm chí là nó giống mấy nhân vật trong anime nữa. Và melee tiếp theo đó chính là melee đưa hai tay ra phía trước. Anh giống thằng bật game mod 3 xong bài vãi cứt. Mày, thì đùa với các bạn thôi, đây chính là sát mày. Ôi, xem gớt dữ luôn rồi. Anh đánh em văng dưới lòng đất luôn rồi. Ôi, dưới lòng đất nghiêng một cái đấu trường như này luôn. Thiệt hả, anh cũng muốn xuống nữa. Thì đây chính là melee Sharkman Karate nha các bạn. Và đồng thời tụi mình đã khám phá được một nơi cũng khá bí mật của Lockfoot ha. Nhưng mà thôi đi lên đi, let's go. Và đây chắc chắn là một trong những cái melee mà Vidac thích nhất luôn. Tại vì mình hay thấy nó xài để PvP với mình ha. Ôi chuẩn luôn, cái đàm với cái đánh nó rất là dễ. Chứ không phải tại nó đánh ra nước ha. Em ở châu Phi ít nước lắm. Thì đó anh nói mà. Rồi đầu tiên sẽ là chiêu dách nha các bạn. Thập nhĩ thủy quyền với 3k2 đam. Và chiêu ít xoáy nước chân không 2k9 đam. Và chiêu C thanh giáo biển cả. Bùm, các bạn sẽ hút đối thủ lại và đấm ra một phát cực kỳ đau luôn. Thì lý do mà Vidac thích chơi cái melee này đó chính là do nó dễ xài các bạn. Chỉ cần sử dụng như thế này thôi là trúng rồi đó. Khá là easy luôn. Và đam thì cũng gọi là cao chứ không phải là thấp. Tuy nhiên để lấy được cái chìa khóa này thì các bạn cần phải vượt qua một cái thử thách, đó chính là lấy được cái water key. Và để lấy được cái chìa khóa đó thì các bạn cần phải đi đánh con boss ở đây nè. Nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa spawn ra. Và với kinh nghiệm đối đầu với cái melee này khá là nhiều lần, mình sẽ xếp hạng nó là ở hạng S luôn nha các bạn. Chuẩn. Một melee khá đáng gồm. Và đến với cái melee tiếp theo đó chính là Dragon Talon V2. Một trong những cái melee trái nhất game các bạn. Bởi vì đây chính là melee của Admin Uzod. Ở phiên bản V2 này thì các bạn cần phải có 3 triệu Belly và 5.000 fragment để đổi lấy cái Dragon Talon V2 ha. Cũng khá là giống như cái Elish Claw. Và chiêu của nó ở phiên bản V2 này nó sẽ được nâng cấp lên khá là nhiều với chiêu dách. Đấm vào đối thủ và phun ra lửa màu xanh nước biển luôn. Còn chiêu ít thì nó vẫn sẽ chịu hồi một con rồng, nhưng mà là phiên bản bự hơn. Mà lần này còn điều khiển nữa chứ. Đúng, biến không trúng thành trúng luôn á, coi này nha. Rồi bắn thử ơi, đó. Là trúng dữ chưa. Nè Phúc, em coi anh điều khiển, em bay anh chờ nè. Đó, bay anh chờ. Em cũng muốn. Còn chi C hồi nãy chê phế nè, coi nè. Quả diễm lốc. Bùm, 9k4 đam. Hình như chúng em đúng không? Mày đau thiệt luôn á. Với tất cả những lý do đó thì tại sao chúng ta lại chơi cái melee này đúng không? Ngoài trừ việc là các bạn có thể bị admin ban nếu như mà không khen cái melee này nên là melee 10 điểm. Yeah. Ok, nên là cái melee này mình sẽ để ở hạng S luôn nha các bạn. Một trong melee cũng khá là ok. Và melee tiếp theo đó chính là God Human. Với những cái điều kiện nó lấy khá đơn giản thôi. Các bạn thấy khúc này thì có vẻ cũng đơn giản ha. Chứ mình thấy là cũng hơi nhức đầu rồi đó. Và yes sir, tất nhiên rồi, đây chính là một trong những melee mà mình yêu thích nhất bởi vì nó dễ chơi. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần sử dụng chiêu dách với đối thủ và sau đó là C và X. Ôi bro, chết luôn. À ơi, anh hèm bao ti tới vậy đó hả là anh? Bộ anh hiếu bao ti đó mà. Biết cái chèn đâu, biết cái chèn đâu. Biết, tôi tóc không? Và với cái bộ kỹ năng khá dễ chơi vậy nhưng mà God Human nó lại có một cái sức mạnh gọi là kinh khủng lắm nha các bạn. Các bạn xem chiêu C nè. Đấm với thủ thì bùm một cái, nó như One Punch Man nha các bạn. Và chiêu X thì nó sẽ có hai dạng nha các bạn. Đầu tiên là các bạn shoot như thế này. Hoặc là chúng ta giữ chiêu X để có thể đập như là God Human như dạng V1. À dính không? Ui vẫn dính luôn nha, giờ đám này là xịn hơn Super Human rồi. Super Human nãy đứng dưới chân không dính mà. Và yes sir, với sức mạnh bá đạo vậy thì God Human sẽ đứng ở hạng S, top 1 hạng S luôn nha. Ủa em chở anh đi đâu vậy? Wow, Tiki Abbott có lẽ nào chính là nó. Melee cuối cùng trong video ngày hôm nay, melee thiên thần, melee quyết quỷ thực. Quá trời, cái aura màu đen đen luôn nè, nhìn ngầu thiệt chứ. Nữa, mày đi tới đâu là nó shoot tới đó à. Thì trước khi có melee này, võ người cá chính là một trong những cái melee có tốc độ quýnh nhanh nhất. Tuy nhiên bây giờ thì các bạn có thể thấy đó, tốc độ quá nhanh, quá khủng khiếp. Còn về bộ kỹ năng thì sao, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Đầu tiên đó chính là chiêu dách. Xài chiêu dách vô, nó sẽ hồi cho bạn một lượng máu khá là lớn. Đó chính là một điều đặc biệt mà không có melee nào làm được ha. Và chiêu ít đó chính là song quyết chạm. Pew! Khá giống chiêu của Nezuko các bạn. Ôi, bọn anh ghiền coi anime lắm hả? Nữa, hoài mày. Và chiêu C, bảo thần thực, chịu hồi một con dung và ăn thịt đối thủ. Bùm! Đó, sau đó thì bắn mấy cái tia đó nè, vẫn có thể gây thêm đam nữa. Và từ khi mà cái melee này ra thì mình không còn xài God Human nhiều nữa các bạn, biết tại sao không? Nó quá ngon trong việc PvP, kiểu dễ xài á, chứ cần gì nè. Đó, bấm đại chiêu thôi là chúng không cần xài luôn đó. Sử dụng chiêu C và ít dách. Easy, 10k đam trong vòng 2 giây. Nên là với sức mạnh bá đạo thế này thì nó sẽ ngang hàng với God Human. Ok, đó chính là tất cả video của mình ngày hôm nay. Còn các bạn thắc mắc là khi nào có thể thấy được mặt Vidac thì bây giờ mình sẽ phỏng vấn Vidac nha, khi nào có thể thấy được mặt em Phúc. Dạ, em chỉ nè, vô chỗ này nè, em chỉ cho thấy mặt em nè. Đâu? Trời ơi, thấy bạn chi não không? Ôi, hài với ta.